các cầu thủ Đức đều bịt miệng khi chụp ảnh tập thể trước trận gặp Nhật Bản để phản đối việc FIFA quyết định sẽ phạt 7 đội tuyển châu Âu nếu sử dụng băng đội trưởng One Love. Hành động của các cầu thủ Đức muốn ám chỉ FIFA đang can thiệp vào quyền tự do ngôn luận. Trước đó, Đức, Anh và Tây Ban Nha cũng đã phản ứng dữ dội với quyết định trên của FIFA. Băng One Love hay trái tim cầu vồng thể hiện việc ủng hộ sự đa dạng, không phân biệt đối xử, nhất là với cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, LGBT bị xem là bất hợp pháp tại quốc gia Hồi giáo Qatar. Chính phủ Qatar không công nhận hôn nhân đồng giới, không cho phép người dân vận động các quyền cho cộng đồng LGBT. FIFA không muốn xảy ra xung đột giữa nước chủ nhà và các đội tham dự, nên kêu gọi các đội đeo băng do FIFA cung cấp. Khi nhận thấy các đội không có ý định tuân theo, FIFA tuyên bố sẽ phạt thẻ vàng đội trưởng nếu đeo băng One Love cùng các án kỷ luật khác ngay trong trận Anh gặp Iran vào hôm 21 tháng 11. Để tránh bị phạt thẻ vàng, Liên đoàn bóng đá Anh FA quyết định cho đội trưởng nước này là Haken đeo một chiếc băng của FIFA có nền xanh thẫm, in hình trái tim cùng dòng chữ không phân biệt đối xử màu vàng. Trong trận giao quân gặp Nhật Bản trên sân Khalifa vào ngày 23 tháng 11, Đức cũng đối phó theo tương tự. Manuel Neuer đeo băng thủ quân màu trắng với trái tim và dòng chữ không phân biệt đối xử màu đen, nhưng họ vẫn có cách để phản đối quyết định của FIFA bằng cách dùng tay bịt miệng trong thủ tục chụp ảnh tập thể trước trận đấu. Liên đoàn bóng đá Đức thông báo: "Chúng tôi muốn sử dụng chiếc băng đội trưởng của mình để bảo vệ những giá trị mà chúng tôi luôn giữ gìn ở đội tuyển Đức. Đó là sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Cùng các quốc gia khác, chúng tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe." Liên đoàn bóng đá Đức cho rằng đây là quyền đương nhiên, không liên quan đến yếu tố chính trị. Đó là lý do thông điệp từ chiếc băng rất quan trọng đối với chúng tôi. DFB viết thêm trong tuyên bố: "Việc không được đeo băng đội trưởng giống như phủ nhận tiếng nói của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn giữ vững lập trường ban đầu." Phía Qatar, trong các thông điệp từ trước khi World Cup 2022 khai mạc, thì kêu gọi các đội tuyển tôn trọng giá trị văn hóa của nước bản địa bên cạnh việc tự do thể hiện bản thân. Ngoài ra, Qatar khẳng định chào đón người hâm mộ từ khắp thế giới đến Qatar, kể cả người thuộc cộng đồng LGBT. Câu chuyện băng đội trưởng là đề tài nóng tại World Cup năm 2022 bên cạnh việc không sử dụng đồ uống có cồn trong các sân vận động. Chủ nhà Qatar chỉ cho bán đồ uống không cồn tại sân. Nếu muốn tìm đồ uống có cồn, người hâm mộ có thể đến các fan zone hoặc địa điểm do chủ nhà quy định.